Vâng, chúng ta sẽ đến với trận hiệp thứ hai thôi. Dường như là chưa có tiếng game mà anh em. Ồ, như vậy là bị mất tiếng game mà. Và ngày hôm nay đang khá đen. Cái pet thì nó bị trục trặc. Bây giờ thì tiếng game đang hơi bị lỗi một chút, như vậy là để trận sau đi. Quá tam ba bận đến lần nữa em chỉnh lại, và đến trận thứ ba mà không được nữa thì ngày mai em sẽ viết giấy xin nghỉ việc. Mong anh em thông cảm nhá. Có lẽ là ngày hôm nay nó trục trặc quá, đâm ra lại tập trung vào cái việc xử lý cái pet nó hơi lâu. Thế nên là các cái công tác kỹ thuật nó chưa được mắc binh, các game thủ reset lại máy nên em không để ý. Thế là cái tiếng game trận trước thì nó bị vọng vào tiếng cái mic của tai phone. Ra chỉnh lại thì nó lại mất luôn cả tiếng. Rất xin lỗi anh em nhé. Ok, để hết trận này em sẽ lấy lại tiếng game. Em sẽ nhờ máy của tí ngồi ngay bên cạnh này thì sẽ lấy lại tiếng game để phục vụ anh em. Rất xin lỗi anh em và rất mong em thông cảm về cái sự cố này và cũng sự bất tiện này. Trận thi đấu thứ hai, quân của chúng ta là rất xấu khi mà toàn Mark cho Son, Per và Greg. Bên đội bạn đều là những loại quân rất mắc binh, Phô, Seng, Mark và Min. Quân này thì khả năng cao đội bạn sẽ để cho chim sẻ là người đánh cung A, Phô hoặc Seng sẽ là một bài đi dâng A lên. Còn Mark C thì đánh chém thôi. Em đoán là như vậy. Em đoán là như vậy. Đây là màn hình máy của game thủ về lớp, là người cầm Mark C. Có lẽ rằng trận thi đấu này thôi, cơ bản là ngồi đây cũng rất gần nhau, em cũng không nói là vị trí nhà và cũng không nói là đánh cái gì cả. Đây là game thủ Xuân Thứ người cầm cho Son. Cam Quýt là người cầm Per. Và cuối cùng game thủ Tý là người cầm Rake mà thôi. Thôi chúng ta cùng đến với máy của game thủ Cam Quýt. Với cái chất quân như này thì khả năng cao đội bạn sẽ có một người đi dâng A. Khả năng cao sẽ là một người đi dâng A. Tỷ lệ là rất rất cao luôn. Bởi vì chúng ta đều là những cái loại quân mà rất khó đánh để đánh ở chủ lực. Bên đội bạn cả Phô, cả Seng, cả Min đều là những cái loại quân có thể chống Mark C được rất tốt. Và Mark C cũng chỉ là một loại quân duy nhất của chúng ta có thể đánh theo kiểu là cung A chủ lực lên 4. Còn con Greg trên thực tế thì nó cũng có thể đánh được y thủ. Và nhưng mà cái thế quân của đội bạn nó đẹp quá. Không sao anh em ạ. Kèo này các game thủ chúng ta chốt rồi là đánh bên nào chạm 3 về C trước thì bên đó thì chúng ta mới nghỉ. Bên nào chạm 3 về C trước thì mới nghỉ. Thế có thể là 3C, 4C hoặc là 5C. Còn trong trường hợp mà hai đều, vâng, trong trường hợp mà hai đều thì có thể nếu mà còn sớm chúng ta sẽ đánh tiếp, còn nếu mà muộn thì có thể nghỉ. Vâng, anh em thông cảm nhé, hết trận em sẽ lấy lại tiếng game, đảm bảo luôn hết trận này là sẽ có tiếng game để phục vụ anh em. Nếu mà em không làm được việc này thì em sẽ làm đơn xin nghỉ việc luôn. Đây là game thủ Michael Tý. Phía bên đội bạn cũng hai đơn vị quay phát, chính vì vậy là chúng ta cũng không thể nói quá to được và cũng không thể nói được những cái việc mà các game thủ của chúng ta đang làm. Và cũng không thể nói bài vở nó thế nào quá đẹp hay như thế nào cả, xấu hay đẹp gì cả. Là anh em thông cảm. Bởi vì ngồi ngoài này, ngồi ở cái vị trí này, nói to quá thì cũng ảnh hưởng tới sự tập trung của các game thủ, cũng như là nó có thể rò rỉ ra phía bên ngoài. Mặc dù là cửa đóng then cài rồi nhưng mà cái vách tường ở đây nó không phải là tường mà nó chỉ là cái vách ngăn thôi. Nó sẽ bị vọng âm và nó sẽ vang sang bên kia. Rồi đây là con ngựa giò của game thủ cầm Greg. Không biết là lớp trận thi đấu đánh cái gì đây. Như vậy là lớp cũng là người đi dâng lên. Một trận thi đấu mà chúng ta đánh theo kiểu là bốn chém ngay từ đầu. Bốn chém ngay từ đầu. Thứ cũng là người vâng đánh chém, thứ là bài quá hốc. Còn đây là game thủ Cam Quýt 26. Như vậy là gặp Mark C của game thủ Chip Boy. Cái bên này thì là Seng nhá. Bên này là Mark Seng nhá. Dâng chéo, màu 6 dâng chéo, màu 6 dâng chéo. Màu 6 đang chọc Cam Quýt, màu 6 dâng chéo nhá, màu 7 ở góc 3 giờ. Như vậy là cánh bên này sẽ là hai cung của đội bạn rồi, Mark xin lỗi Seng và Min của chim sẻ.
chắc chắn là chim sẻ ở phía trong nhà của game thủ cầm màu 7 này. Quay trở lại với game thủ Xuân Thứ, Thứ đang đối đầu với nhà màu 8. Màu 8 là Mạnh Hào, người cầm Phoenicia. Còn đây là game thủ Vlớp. Vâng, như vậy là bên kia chỉ có một mình Phô của Mạnh Hào thi đấu thôi đấy. Còn bên này là cả Min và cả Seng đang ôm nhau nhá. Min và Seng họ có một cái thế nhà là cực kỳ đẹp để ôm nhau đây này. Họ dường như là họ thông nhà cho nhau thì phải. Dường như là họ đang thông nhà cho nhau. Vâng, đang có một tên mà muốn đi công cái gì thì chúng ta có thể nhìn thấy rồi. Đang muốn công cái gì thì có thể nhìn thấy rồi. Nào, chúng ta cũng chờ đợi xem vào cái pha công này của game thủ Vlớp. Dường như tôi nhìn thấy thoáng qua bên kia Max C của đội bạn cũng là người có hốc thì phải. Vâng, Vlớp không. Như vậy Vlớp công 1k và tới tận 2i nữa. Cực kỳ hổ báo để có thể công vào nhà của người cầm Min Oan. Nhưng các bạn có thể thấy là liệu cái khe kia, cái khe mà chim sẻ bò e kia có vào được không nhỉ? Chứ dã vào nhà của, vâng, dã vào BA này thì rất khó vào. Cầu 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 ke này cho Quýt la vào được không? Vâng, một pha đang cầu bằng phím T đến từ game thủ Vlớp. Một pha đang là phím T. Đang là phím T dành cho Lớp. Chim sẻ đang đưa rất nhiều nông dân ra đây để có thể sửa. Vâng, đưa rất nhiều nông dân ra để có thể sửa. Và khả năng là nhà BA của chim sẻ sẽ nổ. Một cái nữa nào. Nhưng Seng đang mang quân sang đây để có thể cứu. Vâng, Seng đang mang quân sang đây để có thể cứu người cầm Min Oan. Vẫn chưa vào được, hai cái nhà cứng này nó đang quá cứng. Thêm một con ca nữa nào. Quýt, tôi nghĩ rằng Quýt có thể giật lại những con lạc đà một chút được không? Đợi con ca này giã tiếp nào. Vâng, Seng nó đang ra sửa, như vậy là lọt vào rồi. Tên này là một tên mà đã lọt vào. Vâng, giã vào những con nông dân không? Vâng, giã vào những con nông dân. Chim sẻ bo e nhưng vẫn ở trong tên này. Bây giờ chúng ta có một con y đang lao vào. Một pha mà công ca và chúng ta đang công cố gắng công giáp, nhưng đội bạn là người thủ dẻo. Vâng, vẫn là chim sẻ, khó thật. Khoai. Hai nhà cung họ ôm nhau và có một cái hốc người ta gọi là mắc của mắc rồi. Mắc của mắc rồi, cái hốc này đúng là hai nhà họ thông cho nhau như này khó đánh. Vâng, hai nhà các bạn, ui rồi ôi. Cái thế nhà của chim sẻ người ta gọi là mắc của mắc rồi. Hai nhà họ lại thông cho nhau nằm trọn vẹn ở khu vực góc 3 giờ. Khoai thật. Không công vào được trong tơn vừa rồi. Thank you.